cập nhật lúc 18 giờ ngày 9 tháng 4 năm 2020. Tây Ninh, 3 trường hợp mắc COVID-19. Bệnh nhân 252, bệnh nhân nam, 6 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Toàn tỉnh Tây Ninh đang cách ly tại cơ sở y tế 90 người, cách ly tại các khu cách ly tập trung là 1.200 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 62 người. Bệnh nhân 252 là một bé trai sinh năm 2014, cư ngụ tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 14 tháng 3, bệnh nhân cùng mẹ từ thành phố Hồ Chí Minh sang ở nhà người quen ở Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, gần cầu Choi Trong Va. Việt Nam, 255 trường hợp mắc Covid-19. Đến nay, 210 quốc gia vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc. Thế giới, 1.524.837 người mắc, 88.965 người tử vong. Số quốc gia vùng lãnh thổ có từ 13.000 người người mắc trở lên. Mỹ 432.438 Tây Ban Nha 152.446, Ý 139.422, Đức 113.296, Pháp 83.080, Trung Quốc 82.883, Iran 64.586, Anh 61.487, Thổ Nhĩ Kỳ 38.226, Bỉ 24.983, Thụy Sĩ 23.514, Hà Lan 20.682, Canada 19.290, Brazil 16.238, Bồ Đào Nha 13.141, Áo 13.074.